Chào mừng quý vị đến với chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, những cơn mưa liên tục thời gian vừa qua kết hợp với chiều cường đang khiến nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Những trận ngập lụt này không chỉ là nỗi ám ảnh của người dân đang sinh sống tại thành phố mà còn đang tác động mạnh đến thị trường bất động sản, bởi người mua nhà đặt thêm nhiều tiêu chí khi quyết định mua dự án. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các chủ đầu tư vì họ phải thực hiện giải trình với khách hàng về các yếu tố như cơ sở hạ tầng. Những hệ lụy từ những trận ngập lụt vừa qua đang tác động như thế nào đến thị trường bất động sản? Giải pháp chống ngập nào được đưa ra để ổn định thị trường? Đây là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này với chủ đề thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang bị tác động bởi ngập lụt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập lụt tấn công các tầng hầm, nhà cao tầng bị nước nhấn chìm. Theo các chuyên gia, tình trạng ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh đang có nguy cơ làm giảm sức hút của các dự án bất động sản ở những vùng bị ảnh hưởng. Những hệ lụy mà thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đang bị tác động bởi các trận ngập lụt vừa qua là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Là cổng thông tin và ứng dụng công nghệ trong giao dịch bất động sản, mỗi tháng đơn vị này thực hiện thành công hàng trăm cuộc giao dịch mua bán nhà. Tuy nhiên, sau các trận ngập lụt vừa qua, tốc độ mua bán nhà của khách hàng tại đây liên tục sụt giảm từ 20 đến 30%. Bên cạnh đó, có khoảng 30% lượng khách hàng khi chọn mua các dự án bất động sản đều quan tâm đến khu vực đó có ngập nước hay không và yêu cầu kiểm tra lại thông tin tại những điểm này. Cái lụt lớn như vậy thì sau đó thì cái tốc độ mà mua bán nhà ở những cái khu vực mà bị ngập lụt thì chắc chắn nó cũng sẽ giảm, và giảm đâu đó từ khoảng 20 đến 30%. Và thường khách hàng thì đều mong muốn là kiểm tra lại những cái thông tin ngập lụt vào bắt sau cái trận lụt như vậy, thì cũng có thể nhận định là cái doanh số bán hàng nó cũng có giảm đi, và thêm nữa là về cái khách hàng đều có sự quan sát trước, kiểm tra trước khi mà quyết định mua một căn nhà tại những cái khu vực mà có cái địa tầng thấp hoặc là tại những cái khu vực mà dễ gây ngập úng. Còn đây là căn hộ được cho là siêu sang trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bỗng chốc trở thành điểm siêu ngập. Người dân sống tại đây không thể tưởng tượng có một ngày căn phố của họ lại biến thành những dòng sông như thế này. Sau thời gian chịu cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản chỉ ra được các dự án đô thị dễ bị ngập nặng, làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản như đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, Lương Định Của, Quốc Hương, quận 2, Nguyễn Văn Quá, quận 12, Trương Vĩnh Ký, Gò Dầu, Tân Quý, quận Tân Phú, Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Tân Hòa Đông Tô Hiệu, Phan Anh, quận Bình Tân. Đi kèm với trận ngập sâu này là cuộc sống sinh hoạt của những cư dân tại các tòa nhà chung cư đang chịu thiệt hại không nhỏ. Điều này khiến nhiều người mua nhà và doanh nghiệp bất động sản bỗng dưng có mâu thuẫn và lo ngại với nhau, vì để mua nhà khu vực không ngập úng, khách hàng cũng rất khó để chọn lựa. Bởi muốn xác định khu đó có ngập hay không thì phải qua quan sát, theo dõi trong một thời gian dài, chẳng hạn mùa nắng có mùa mưa rồi mùa triều cường nước dâng lên đến đâu. Có như vậy khách hàng mới biết được chính xác dự án mình cần sở hữu có bị ngập hay không. Nhưng ở đô thị sầm uất, công việc xuyên suốt như vậy thì có lẽ rất ít người bỏ công sức để đi khảo sát chuyện ngập lụt như trên. Cái mặt nước nó cao lên thì nó ảnh hưởng đến cái doanh thu của người bán hàng là bất động sản, họ không thể bán được. Bây giờ theo tôi biết thì là rất nhiều người mua nhà họ không có chọn những cái khu chung cư mà một là cái nhà để xe mà bị ngập nước, hai là nó quá thấp so với cái mặt đường. Mặc dù cái hệ thống rãnh cống nó cũng có nhưng mà cái niềm tin của họ không có. Và vừa rồi cũng xảy ra mấy cái tình trạng là nhiều xe, nhiều nhà họ bị như vậy nhưng mà không ai đền bù hết, cho nên điều này rất là nguy hiểm. Một mặt khác thì nó cũng lộ ra cái cách, cái tư duy của cái người làm bất động sản ở chỗ là nó thiếu cái sự liên kết với những hạ tầng xung quanh, và trong cái ngắn hạn cũng như là không dự báo được, cho nên trong ngắn hạn là họ tính được xây xong căn nhà và nhìn bên ngoài như vậy thấy được, và người mua là họ cứ tiếp tục làm vậy. Và đây là một cái, tôi cho rằng là một cái sự cảnh báo để cho những nhà đầu tư bất động sản sắp tới. Đây thì chúng ta ngập ít, bây giờ là chúng ta ngập nhiều. Trong cái số chiếc là điểm cao nhất gì của thành phố so với cái cao nhất là nhà Bà Đức Bà. Bây giờ tăng số chiếc cũng thật. Như vậy thì cái 3 tháng này chúng ta không làm được thì chúng ta khó phát triển được. Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, khách hàng sẽ tháo chạy khỏi những điểm ngập của thành phố Hồ Chí Minh vừa được chỉ ra. Nhận định của tôi về cái thị trường quý cuối năm 2016 thì thị trường vẫn sẽ tiếp tục phát triển một cách ổn định và vẫn tiếp tục sôi động, đặc biệt ở những khu vực mà có cái sự phát triển về cơ sở hạ tầng mạnh ví dụ như là khu vực phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi công bố báo cáo thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh quý 3 2016, Tổng giám đốc điều hành CBRE Việt Nam nhận định tình trạng ngập lụt vừa qua đã nhấn chìm các tầng hầm tòa nhà khi mà hàng chục ngàn các phương tiện giao thông bị chìm trong biển nước, gây hư hại nặng. Theo ước tính từ các công ty bảo hiểm, khoảng 70 tỷ đồng đã được chi ra nhằm khắc phục hư hỏng ô tô và xe gắn máy. Tuy nhiên, con số phương tiện giao thông thiệt hại trong tầng hầm còn cao hơn thế nhiều bởi có rất nhiều người tự sửa chữa khi trục vớt xe ra ngoài. Theo đó, nguy cơ các ngân hàng có thể tăng lãi suất khi cho vay mua nhà tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi ngập lụt là khó tránh khỏi. Ngoài ra, các tổ chức bảo hiểm cũng sẽ tăng mức phí bảo hiểm đối với những dự án mà có nguy cơ ngập lụt nhiều. Mức lãi suất mà các ngân hàng đánh vào các dự án vay mua nhà bị ảnh hưởng bởi ngập sẽ cao. Bởi nếu như thế, mức phí bảo hiểm của các công ty bảo hiểm sẽ tăng cao. Bên cạnh đó sẽ ảnh hưởng sâu đến tâm lý người mua nhà, vì tâm lý người mua nhà rất quan trọng. Đứng về phía chủ đầu tư, tôi nghĩ rằng họ phải làm việc nghiêm túc và cẩn trọng hơn trong việc xây dựng các tầng hầm để tránh làm ngập lụt và hư hại tài sản khách hàng. Của các cái chủ đầu tư mà nó còn những cái vấn đề khác liên quan đến cái cơ sở hạ tầng hay là vấn đề kết nối giữa các khu vực mà tiện ích của thành phố, thì tôi nghĩ rằng là niềm tin của người mua hiện tại cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, đặc biệt là khi chúng ta ngày càng phải đối mặt với những cái vấn đề kẹt xe nghiêm trọng. Hiện nay, con số căn hộ tồn chưa bán được của thành phố Hồ Chí Minh lên đến 10.000 căn, trong khi đó vẫn còn hàng trăm ngàn gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đông dân nhất cả nước vẫn có nhu cầu nhà ở. Nguyên nhân tại sao có dự án bán rẻ cũng không có khách mua được các chuyên gia chỉ ra. Đa phần là những dự án này thường không có cơ sở hạ tầng thuận lợi, có thể nằm trong khu vực ngập nước khi triều lên. Hiện có khoảng 15% lượng khách mua nhà băn khoăn về vấn đề ngập lụt và yêu cầu giải trình về việc mưa lớn gây ngập. Để giữ được khách, nhiều chủ đầu tư buộc phải công bố bản vẽ, số liệu cụ thể về việc xây dựng nền của dự án theo đúng chuẩn quy định của Bộ Xây dựng. Điều này sẽ làm giảm tính cạnh tranh lành mạnh của các chủ đầu tư đối với thị trường bất động sản. Thì tôi cho rằng là có, nhưng không nhiều. Bởi vì xét về khía cạnh căn hộ thì nó ít bị tác động hơn so với các cái nhà phố gắn liền với đất. Tuy nhiên, cũng có những cái dự án mà chúng ta thấy đó là khi ban đầu lúc mà triều chưa lên đó thì thấy nó bình thường, nhưng khi lên rồi họ đi trên những con đường mà đi đến dự án đó thì bị ngập và dẫn đến là một số khách hàng là đã từ chối mua ở những dự án này. Thì những cái này tôi nghĩ rằng là nó không phải là nhiều, tuy nhiên nó đã có ảnh hưởng trên cái thị trường chung và họ đang còn suy xét lại. Có những người trước đây có thể họ chọn mua dự án A nhưng bây giờ họ đã suy xét lại và họ không muốn mua, họ không dám mua đó nữa, và họ chuyển qua họ tìm một cái sản phẩm khác. Có thể thấy ngập nước đang là yếu tố chi phối đến các dự án bất động sản. Điều này đặt ra hàng loạt bài toán vấn đề về hạ tầng cũng như thách thức dành cho các chủ đầu tư về chất lượng và tiêu chuẩn của các tầng hầm cao ốc có đảm bảo không bị chìm trong biển nước hay không. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vùng trũng thấp và bị ảnh hưởng bởi triều cường, cộng thêm tình hình thời tiết ngày càng bất lợi và khó lường, thì những hệ lụy mà ngập lụt đang tác động đến một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất cả nước là vô cùng lớn. Mặc dù thời gian qua, các giải pháp chống ngập đã được thành phố thực hiện, tuy nhiên vấn đề cấp thiết này đòi hỏi phải được giải quyết trong thời gian ngắn hạn, đặc biệt là tại các tòa nhà chung cư. Vì thế, một số chuyên gia đang tính đến các giải pháp chống ngập cho các dự án bất động sản, nhất là các vấn đề chống ngập cho các tầng hầm mỗi khi trời mưa. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng dự báo việc thị trường sẽ tìm đến những nơi có kết cấu hạ tầng không ngầm nước sẽ là tương lai của thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Dưới đây là một số giải pháp mà chúng tôi ghi nhận được từ các chuyên gia. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước thực trạng bất động sản thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng đang vượt quá giới hạn tính toán của các chủ đầu tư, điều này cho thấy sự sai lầm trong việc xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố khi áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch đã quá lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến mưa lũ phức tạp như thời gian gần đây. Do đó, để giải bài toán ngập lụt, để cứu vãn tình hình ngập nước ở thành phố Hồ Chí Minh, cần kiên quyết trả lại chức năng thoát nước cho hệ thống kênh rạch, khơi thông hệ thống kênh rạch, vừa để phục vụ giao thông thủy, vừa để thoát nước, vừa chống ngập. Quyết cái sự phát triển của đô thị là phải có một cái sự nghiên cứu rất là tổng quát, rất là tổng thể, gom tất cả những cái thứ nó ảnh hưởng đến là cái gì. Một là xây dựng đô thị như đây này, như hội thảo này là xây nhà ở, xây công trình. Cái thứ hai là vấn đề giao thông, quy hoạch giao thông phải kết hợp với nhau. Cái thứ ba là quy hoạch về môi trường, cái thứ tư là quy hoạch chống ngập. Đấy là tối thiểu phải mấy cái đó, làm sao có một cái quy hoạch tổng thể liên quan đến tất cả. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có chương trình giảm ngập từ đây đến năm 2020. Theo đó, để thực hiện công tác chống ngập thì cần số tiền trên 67.000 tỷ đồng. Số tiền này được huy động như thế nào còn phụ thuộc vào Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, từ nay đến năm 2020, các giải pháp cho vấn đề chống ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không phải từ các yếu tố về kỹ thuật, cơ chế, mà giải pháp trước mắt chính là vấn đề về tài chính cũng cần được giải quyết. Thì tôi nghĩ là bây giờ lần này cái chương trình nó cũng tương đối lớn, thì mình phải làm tiếp, thì bây giờ phải tách ra hai chương trình. Cái chương trình mà cải tạo môi trường nước ấy là mình di tời nhà ở trên kênh ở trên các kênh rạch còn lại ấy, thì rõ ràng là theo đánh giá là còn khá nhiều. Thì bây giờ cái chương trình này rõ ràng ở cái nguồn vốn thì bây giờ chúng ta phải tiếp tục vận động các cái tổ chức quốc tế người ta cho mình vay cái nguồn vốn ưu đãi, vì cái vốn đó là dành những cái chương trình không làm kinh tế mà là xóa đói giảm nghèo, giúp dân cảnh chỉnh trang đô thị, thì chắc chắn là sẽ tiếp tục ủng hộ nếu người ta có cái kinh phí. Còn lại thì tất nhiên là với nguồn kinh phí lớn thế mà muốn làm nhanh thì bên cạnh nguồn vốn đó phải có những nguồn vốn là từ xã hội, vốn xã hội hóa. Hiện nay, trước khi xây dựng, nhiều nhà đầu tư bất động sản luôn nói rằng các dự án của họ đạt tiêu chuẩn chống ngập của châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Thế nhưng việc ngập lại đang xảy ra tại Việt Nam, nơi có kết cấu hạ tầng thấp hơn so với các nước khác. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, trước khi xây dựng dự án, các nhà đầu tư cũng nên áp dụng hệ thống kỹ thuật để các tòa nhà từ nhiều chuẩn chỉ tiến tới một chuẩn duy nhất là từng hầm không bị ngập. Khi mà mực nước do lượng mưa lớn có khả năng bị ngập thì có hai giải pháp mình phải thường là phải chuẩn bị. Thứ nhất là có cái cửa ngăn nước, bình thường thì tháo ra. Nhưng mà khi mà có mưa lớn thì lắp vào để mà ngăn cho nước nó không tràn xuống những công trình ngầm. Bởi vì công trình ngầm là cái nơi sâu nhất, là luôn luôn là rất là rủi ro với nước. Và thứ hai là mình phải chuẩn bị sẵn hệ thống bơm. Hệ thống bơm mà khi mà nước đã tràn vào rồi thì hệ thống bơm sẽ được kích hoạt lên để mà bơm nước ra ngoài. Tất nhiên về mặt quản lý rủi ro thì có hai giải pháp như vậy, thì nó cũng đơn giản thôi. Mình chuẩn bị thêm cái cửa lắp ráp được. Còn thứ hai là hệ thống bơm, nhưng mà cái điều tức là những cái đầu tư đó nó gắn liền với chi phí. Đó, cho nên là quan trọng là cái chủ đầu tư của những công trình đó họ quan điểm về rủi ro như thế nào. Họ có chấp nhận chi thêm một chút chi phí để mà chuẩn bị đề phòng những cái rủi ro như vậy hay không thôi. Đối với thị trường bất động sản, ngập lụt cũng là tai họa cho các chủ đầu tư. Chính vì thế, các chủ đầu tư cũng mong muốn chính quyền thành phố mau chóng tìm giải pháp khắc phục tình trạng này thông qua việc chỉnh trang đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để việc ngập không còn là nỗi ám ảnh của các nhà đầu tư bất động sản. Tôi cho rằng nếu thành phố làm được trong giai đoạn này, đó là một cái sự đột phá. Chúng ta đã trải qua 40 năm và những cái con đường, những cái bờ kênh như kênh Nhiêu Lộc và kênh Lao Gống, đó là những cái ví dụ điển hình mà thành phố đã làm được. Và tiếp theo đây thì có rất nhiều những cái cung đường cũng như con rạch cần phải được cải thiện. Và tôi đánh giá rất cao cái chương trình này của thành phố. Định cư trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh 10 năm, ai cũng bảo tôi ở trong khu nhà bị ngập. Tuy nhiên tòa nhà tôi ở thì không ngập, trong khi phía trước con đường bị ngập, nên tôi có lòng tin là người mua nhà sẽ phải vững vàng tâm lý, mặc dù không phải ai cũng có tâm lý như tôi. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng khuyến cáo các nhà đầu tư trước khi triển khai các dự án bất động sản thì doanh nghiệp và các chủ đầu tư tính toán đến khả năng chống ngập trong tương lai trước khi thực hiện dự án. Chủ đầu tư đã nâng nền móng cao hơn so với quy hoạch chung của thành phố. Đây được xem là cách làm hiệu quả để chống ngập lụt cho các dự án bất động sản. Các dự án chúng tôi đang triển khai phối hợp với chủ đầu tư triển khai thì các dự án này đều được tính toán. Hiện nay chúng tôi đang bắt tay với các nhà đầu tư, một số nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc thì họ có cái tính toán này trước khi mà thực hiện dự án. Họ đã nâng lên cao hơn so với cái quy hoạch chung mà thành phố cho phép. Điều này chứng tỏ rằng là cái tính toán của họ đã nhìn được xa hơn. Hiện nay các cái dự án chúng ta phân phối như là tại Thủ Đức, ở quận 12, ở Bình Dương đều các dự án này chúng tôi đánh giá rất cao. Về cái mặt quy hoạch là những một số chủ đầu tư mà chúng tôi làm thì đang tính toán đến cái vấn đề là ngập trong tương lai rồi, chứ không phải là họ ngập trước mắt nữa. Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.200 dự án bất động sản, nguồn cung thời gian tới còn nhiều. Do đó, các chuyên gia bất động sản cho rằng bên cạnh các giải pháp mà chính phủ và nhà đầu tư đưa ra, thì người dân cần ổn định tâm lý và tìm giải pháp để ngập không là nỗi ám ảnh của cư dân. Như vậy, để tìm giải pháp khắc phục trong vấn đề ngập úng tại Thành phố Hồ Chí Minh còn lắm gian nan. ngập không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục triệu cư dân, mà còn khiến cho thị trường bất động sản, vốn là tiềm năng của cả nước, bị ảnh hưởng. Đến đây, chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.